Rồi, xin chào mọi người nha. Đây là những cây mai Phú Tân đó. Phú Tân ghép năm nay năm thứ ba nè. Đã chột ghép rất là mập á. Năm thứ ba nè, nụ rất là đạt á. Xương này. Ta lấy bom, ta lấy mấy cái mắt mà mập này chúng ta ghép á. Rất là khỏe cây. Nói chung là giờ có giống này giống ra, giống kia ra. Phú Tân này thì giờ vẫn được lựa chọn ghép á, bông không có bự mà được cái nở rất là đều, dễ nuôi á. Nói chung là một cái giống nó ra thì đâu đó khoảng chừng 3 4 năm á, đó thì nó mới trụ lại được. Còn Phú Tân này cũng cả chục năm rồi á. Nói chung hoa nó đẹp, dễ nuôi á, nở đều, đi chợ nở đều là bán được á, còn đi chợ nó không đều thì cũng thua. Phú Tân gốc thì cỡ ngón tay mình thôi, nhỏ, ghép 3 năm, năm nay năm thứ ba nè. Cái này thì giá bán lẻ là 200.000 đồng cây, anh em mua 4 cây thì bao vận chuyển, còn 1 2 cây thì vẫn gửi bình thường, thêm 50.000 thì vận chuyển nữa, thì lâu này em lại bán cho anh em này, còn khoảng chắc chừng cỡ 200 cây. Nói chung Phú Tân thì kiếm cái hàng mà 3 mùa 4 mùa thì nói chung là rất là hiếm á, không có bự số lượng nhiều đâu, tại vì ghép đi chợ năm thứ ba, đi chợ là nó đã đạt rồi thì người ta lo người ta bán á, chứ ai đâu mà để nuôi nữa làm gì á. Đó, thì làm mà ai cũng làm cũng bán, mà nó nở đạt thì đi chợ bán hết thì người ta mua luôn ha. Anh em ký Phú Tân mà hàng 4 5 mùa thì nói chung là cũng có mà số lượng không có nhiều á. Một cái vườn ta để lại chừng cây 2 cây người ta chơi á. Là này chúng ta có muốn có thì chúng ta phải mua những cái cây mà mai năm thứ ba về chúng ta nuôi lên á. Thủ Đức thì có hàng 7 8 mùa đầy á. Phú Tân thì nói chung là số lượng rất là ít á. Chiều cao khoảng là 4 tấc hơn, có cây cao 5 tấc á. Dựng cái ngọn lên là khoảng 5 tấc hơn. Này mới đôn lại á. Cây mạnh khỏe, rễ ra nhiều ăn hết bầu luôn á. Phú Tân á. 200.000 đồng cây á. Làm khoảng nha 3 năm. 3 năm mới được cây như thế này. À, anh em về có ghép được á, ghép chúng ta mua phôi chúng ta ghép á, thiện cây ghép chừng 2 3 bo thôi chứ không có ghép nhiều á, cây này lấy mấy chục bo ghép dư sức á, ghép mắt ngủ á, cũng lên á. Những cây này ghép á 5 bo, 1 2 3 4 5, 5 bo đôn lại. À, nên hỏi giống á, giống này nó bình thường, nó cũng không có gì à, chơi hoài còn hoài. Phú Tân nè, à, trồng đất thì nó bền cây à, mà anh em xem những cái mẫu á, mẫu Phú Tân mà mình nè, mình ghép mình chơi mình nuôi ở nhà đây. Như ở nhà chúng ta có đất á, chúng ta là đắp sắp gạch ta là nè, đây những cây Thủ Đức đó, Thủ Đức Phú Tân nào nè, lớn rất là nhanh á, bắt đất được lớn lẹ dữ lắm. Chúng ta trồng đất á, đổ đất rồi vô sắp gạch cao lên á, trồng hoài chơi hoài, mai ghép thì vẫn trồng đất được á. Trồng đất bắt đất mạnh dữ lắm à. Ít bệnh nữa, cây ít bệnh nữa. Đây, cái này anh em mua số lượng á, nó mua 10 cây thì giá nó giảm xuống á, 10 cây thì giá 150.000 cây thôi ha.
chúng ta có trồng nhiều đó, trồng màu ươm hoặc là sắp gạch đó, trồng chục cây à, buôn chục cây về 1,5 triệu á. À, trồng có chơi hoài à, trồng cái đường vô nhà hoặc là trồng ở ngoài sân vườn á, chục cây từ từ nó lớn á. À, thì chúng ta trồng á, trồng bầu ươm nè, cái này thì cũng chung lô đó, mình lấy ra mình trồng thôi. Ươm vừa nuôi vừa chơi, còn trồng đất luôn á, lâu dài. Vừa nuôi vừa chơi, Tết đem vô nhà chơi. Anh em xem những cái cây Phú Tân ghép nè, nó giống giống bình thường thôi, không có gì ha, mạnh dễ nuôi. Cái đó thì ghép 18 bo, nó có 9 cái ngọn, một cái ngọn ghép 2 bo. 18 bo đặt những cái nón lá nha. Còn cái này ghép 8 bo thôi nè, gốc tứ quý năm mấy hoành đó, 8 bo như cái nón lá nha. Tứ quý ghép à, Phú Tân à. Rồi, ghép video thì mình em xem à, những cái mặt hoa của nó. À, chúc anh em xem video vui. À, như cái này ghép có 3 bo nè.
cái khu Tân Trọng Hòa. Tầng